Rồi, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Anna Channel. Hôm nay bạn Anna đi nượm điều là cùng với ba này. Đó. Nượm được nhiều chưa bạn Anna? Sắp rồi, được bao nhiêu hạt rồi? Ồ, được mười mấy hạt rồi nè. Đó, vặn đi, vặn mạnh vào. Đâu kia rồi, đây anh Nam, đây anh của Anna, đây anh Nam nượm được nhiều chưa? Ồ, anh Nam cũng nượm được có 10 hạt thôi à, hơi bị chậm chạp. Đây nhìn này, nhiều thế này mà không nượm này. Có mệt không bạn Anna? Không mệt hả? Mới ra mà. À, bạn mới ra nượm hả? Bạn cầm vặn thế nó lâu không? Bạn cầm tay bạn vặn một cái luôn. Thôi mình sợ vào tay. Thế này như 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 của anh của bạn Anna là nượm này. Xoáy một cái là xong này. Đó. 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 Nằm mơ ác mộng gì? Con ma đi cắm, nằm mơ mà gặp con ma á hả? Nó ăn thịt á hả? Thế nó có ăn thịt bạn Anna không? Không, nhưng mà mình nằm mơ một chút rất là kỳ lạ và sợ hãi. Người đấy là người bắt cóc, người đấy giống như người nhẹ nhá, nhưng mà cha men đấy bắt cóc trẻ con mặt thì trắng vậy, bắt cóc về ăn thịt. Spider-Man hả? Ghê quá ha. Không, Spider-Man là người nhẹ rồi. Xong xong rồi nó có nhiều tay ở trong nó lắm các bạn ơi. Mình nằm mơ thì nó bắt cóc mình, sẽ may là mình chạy thoát nó đấy, mình chạy đến mẹ nhưng nó mới không dám đụng tới mình. Nó mày khi mình kể chuyện gây lên bác mình mà mất cười lắm này. Cái lúc á mình nằm mơ camera á, bắt cóc mình á, xong rồi á tụng hai tay mình đá một trái rồi khiến nó làm như thế này. Mất cười lắm á các bạn ơi. Thế mình lên đây mình đâu quả điều, đâu quả điều chín ăn được á. Đâu ăn ngọt lắm á. À, ăn ngọt lắm. Đây là quả điều nè. Quả điều chưa chín đâu các bạn ạ. Chưa chín hả? Đây quả điều chín nè. Các bạn nói cho mình đi, mình khóc quá. Đấy, dụng rồi đó. Dùng nhá. Không dùng.
là háo kìa. Giờ bây giờ cái rồi. Giờ con đây đi, đây. Điều quá à, có mặt không? Quá trời luôn, trời mặt Anna nhặt nè. Cái điều này không có nước các bạn ạ. Ờ, cái điều này mềm. Cái điều nào mềm thì mình sẽ giống vặn nát nó đi. Con cầm tay, hai tay con vặn cho nhanh đi. Thôi, mình không làm đâu. Các bạn dụ mình như thế nào, mình cũng không làm đâu. Các bạn không thể nào lừa được mình đâu. Mình bảo ăn mình đúng lắm. Chờ mình một chút nữa, các bạn trông chậu cho mình. Anh ơi, ra đây nhà với em nữa. À, anh mình bảo là đợi em một xíu mà. Thế đi bàn lượm đi. Rồi bây giờ phải đi nằm điều thôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh của Anna Channel nha, nút màu đỏ ở dưới nha. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Rồi bây giờ phải đi nằm điều thôi.